lãnh đạo phường chủ dạp nói về vụ kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả xem phim mai trấn thành việc các đoàn lực lượng chức năng đột xuất đến dạp để kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim đảm bảo không sai phạm đã được triển khai ở nhiều hệ thống dạp trên cả nước một đoạn video clip quay cảnh lực lượng chức năng vào dạp kiểm tra độ tuổi khán giả lúc đang xem phim mai của đạo diễn trấn thành một số người trong đoàn mặc sắc phục và một số chỉ mặc thường phục nhiều bình luận dưới video clip với những luồng ý kiến khác nhau. Một số cho rằng việc kiểm tra diễn ra sau khi có thông tin một số khán giả chưa đủ tuổi vào xem phim dán nhãn T18, phim dành cho các khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên, của Trấn Thành. Và đây là ảnh lực lượng chức năng kiểm tra độ tuổi khán giả lúc họ đang xem phim, Mai. Video clip quay cảnh kiểm tra lan tỏa trên mạng là diễn ra tại dạp Sinestar Quốc Thành thuộc hệ thống dạp của Sinestar chúng tôi đoàn kiểm tra đột xuất là của phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra không phát hiện vi phạm gì, đoàn rời đi và chúng tôi chiếu tiếp phim để khán giả thưởng thức. Việc kiểm tra diễn ra trên các hệ thống giảp toàn quốc, không riêng CineStar và cũng là hoạt động bình thường, đại diện của hệ thống giảp CineStar cho biết. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên báo người lao động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh cho hay việc kiểm tra ở giảp chiếu phim, phim Mai, thời gian qua là do lo ngại trẻ em dưới 18 tuổi xem nên phường đã kiểm tra theo quy định. Và đây là ảnh thể hiện sự khác biệt giữa doanh thu giữa phim nhà nước và phim tư nhân. Đại diện phía hệ thống giảp CGV cho biết các cụm giảp thuộc hệ thống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đà Nẵng, Hà Nội, những ngày qua cũng đã đón các đoàn kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả tại giảp. Các đoàn đến đột xuất và vào giảp kiểm tra, phim ngừng chiếu trong suốt quá trình này. Sau khi đoàn rời đi, phim lại tiếp tục chiếu phục vụ khán giả. Sau khi có thông tin phản ảnh tại một số dạp chiếu có khán giả dưới 18 tuổi mua vé xem phim, Mai, ông Lê Thanh Liêm, tránh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết thanh tra Bộ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc các dạp chiếu phim chấp hành đúng quy định pháp luật về điện ảnh, trong đó phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như dán nhãn. Và đây là ảnh phim, Mai, đã vượt doanh thu phim, nhà bà nữ, hiện đang dẫn đầu danh sách phim Việt doanh thu cao nhất lịch sử chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao, trước đó đã gửi công văn chỉ đạo. Yêu cầu các sở văn hóa thể thao và du lịch các địa phương kiểm tra các dạp chiếu phim, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm nói. Theo tránh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nếu các dạp không làm đúng quy định và có sai phạm sau quá trình kiểm tra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ xử lý. Và đây là ảnh một cảnh hậu trường của phim. Các bạn vừa xem bản tin lãnh đạo phương. Chủ dạp nói về vụ kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả xem phim Mai, Trấn Thành do biên tập viên Mỹ Linh của Thời báo.de trình bày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau. Mỹ Linh, Thời báo.de